Hello mọi người, thì hôm nay để tri ân cái sự chăm sóc nhiệt tình của chồng mình mấy cái bữa mà mình bệnh á, thì hôm nay mình sẽ chiêu đãi chồng mình bằng những món ăn mà từ bàn tay khéo léo, từ cái bàn tay vàng của mình làm ra. Thì đây mình sẽ làm cơm chiều, cơm tối cho chồng mình ăn, tại vì chiều không ăn cơm, chiều đi câu cá không, giờ nị bắt nhái nữa. Thì ở nhà là chiều ở nhà mình đi đám á, xong rồi mình không có nấu cơm, thì bây giờ mình sẽ làm những món ăn từ thanh long cho ông ăn nha. Lần đầu tiên trái thanh long có trong nồi cơm thì bây giờ tôi sẽ đi nấu cơm thanh long với mấy cái lặt vặt bằng thanh long nữa. Mọi người muốn biết tôi cho ông ăn cái gì á thì đón xem nha mọi người. Chuẩn bị xong bước đầu tiên thì hôm nay mình chỉ làm đủ ông ăn thôi nha mọi người. Đây thì mình nấu, mình canh vừa đủ một chén chồng mình ăn, thì mình chỉ nấu bao nhiêu đây thôi nha. Nấu một chén không có nấu bằng nồi cơm điện được thì mình sẽ bắt bếp ga. Nấu cơm là phải có canh nha mọi người. Đây, tuy là tôi nấu tào lao nhưng nãy giờ tôi có nghiêm đàng hoàng nha. Trời, xíu chồng tôi về chồng tôi sẽ bất ngờ với cái sự đảm đang này của tôi. Cái này là món cuối cùng nha mọi người, đây là sốt thanh long. Lần đầu tiên chứ thanh long có trong xào. Ê trời, nhìn cái muốn đẹp, nói chung là đẹp thôi. Mọi người muốn biết cái mùi vị nó như thế nào thì mọi người tự thử đi nha, chứ tôi cũng không có dám thử để nêu cảm nhận với mọi người được. Ừ, đến lát tôi kêu chồng tôi thử cho mọi người. Đây mọi người ơi, thì mình đã làm xong cái mâm cơm cho chồng mình ăn. Mọi người xem tới khúc này là mọi người thấy ngưỡng mộ chồng mình chưa, gì có một cái cô vợ mà quá đảm đang. Thì tới khúc này chắc mọi người là ước cũng có cô giỏi mình thì chứ gì. Thì đây mình xin giới thiệu, đây là canh thanh long nấu với cá sặc. Cái này là thanh long kho, cái này là cơm thanh long nãy mình nấu nè mọi người. Ê, cái màu cũng đẹp quá ha mọi người. Cái này là mì xào thanh long, cái này là tráng miệng, cái này là nước thanh long nha. Bây giờ thì mình sẽ đem cái nước thanh long này đem đi để vô tủ lạnh, lát chồng mình về nha. Trời ơi, mong đợi cái giây phút chồng mình về quá, nhìn mình với một cái ánh mắt thật là ngưỡng mộ, thật là hạnh phúc. Ok, thì bây giờ đợi chồng mình về thôi. Chịu về đó hả? Ngày nào cũng đú đỡn với điện thoại đi bắt nhái. Anh ơi, dẹp đi. Ngồi xuống đây. Hôm nay em sẽ cho anh múc ban một món thật là độc lạ, có 102. Đi đi đi, xuống đây để em đặt góc quay. Nè, hôm nay em đã chuẩn bị một mâm cơm. Trời, tao nói hết sảy của 7 luôn, bây giờ ngồi xuống. Nè nè, đi lấy cây đập các quay cái đi, lấy cây đập các quay cái đi. Ok, ngồi xuống đây. Rồi, mở đi, bất ngờ đó. Thôi nhưng mà hôm nay là kiểu nói chung là cái mâm cơm này em dành riêng cho anh thôi. Một mình anh múc ban thôi, tại vì kiểu ăn cơm mà múc ban cái gì? Không, kiểu nhiều món lạ thì nói chung là em muốn dành mọi điều tuyệt vời nhất chỉ mình anh thôi. Em không cần hưởng điều đó. Gì quan trọng? Anh cảm thấy em yêu thương anh chưa? Thì ủa, khi anh mở con cơm này anh sẽ thấy em đảm đang. Hào tới chanh rồi gì? Tới chuyện gì? Không, cái món đó là bình thường, chỉ cần chắc chanh vô thôi. Còn này là công kỹ nó, anh thấy em bài một đống chén không? Nguyên một cái cả một quá trình, hồi từ lúc anh đi bắt nhái tới giờ em chăm thủ góp ghẻn rồi mở ra đi. Anh sẽ bất ngờ anh này. Yeah. Bay ơi, bay ơi, bay. Ăn đi anh. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Bay ơi. Ông cố ơi. Nè. Này là cơm trời. Thanh long, cái này mì xào, cái này tráng miệng. Ủa thiếu. À đúng rồi. Còn ly nước. Ở trời, nãy giờ anh chắc anh mới đá vô tủ. Nãy giờ chắc anh có nháy. Bỏ lắm đây. Nấu đi. Nó. Chiều giờ anh chưa ăn cơm đúng không? Trời, đi câu cá từ trưa tới giờ, về xong tắm rửa xong đi bắt nháy nữa làm gì có thời gian ăn cơm. Nè. Cơm nè, em biết là con chén này năng đủ nên em xào thêm nữa. Kho với canh. Ê, có hai con cá sặc. Ủa, nãy nhớ nó ba con ta. Ba con cá sặc đàng hoàng nha, tráng miệng. Như đây là đủ no rồi đó. Ăn đi anh, ăn đi. Anh ăn tráng miệng được không? Ăn cơm xong, ăn no xong mới ăn tráng miệng. Tráng miệng để qua bên đi. Trời đất ơi.
Sao anh có thấy em đảm đang chưa? Hôm nay anh thấy em sao? Mỗi bữa em chỉ là chiên thì chiên không, còn nấu canh thì canh không. Bữa nay là vừa nấu canh, vừa kho, vừa xào, vừa chán miệng, vừa đập nước đá cho anh, vừa cơm gì ta? Không, nước đá uống được. Nước đá uống được. Chứ không uống được em cho anh uống chi? Ngon nghe thanh long ngọt nha. Có ăn được không? Ủa anh nói giống kiểu em đầu độc anh quá, sao không được? Em thử, em nêm nếm nãy giờ đó, em thử quá trời luôn. Nãy em nấu hai gói mì, em nấu hai gói mà em thử còn bao nhiêu đây. Nãy em cũng nấu một nồi canh luôn mà em thử cũng còn bao nhiêu đây. Cơm nãy em cũng nấu một nồi cơm điện luôn đó. Nấu xong em cũng thử còn bao nhiêu đây, kiểu nó bị ngon quá trời em không cưỡng lại được. Kho thì em chưa thử, tại em không có ăn kho. Trời đất ơi. Ăn đi anh. Cứ trời hoài vậy. Ăn được. Anh có bắt quay chưa vậy? Hôm nay là cái lưu giữ cái khoảnh khắc của em với anh đó nha. Chỉ là cơm thanh long thôi, màu đẹp ha. Lần đầu tiên trái thanh long có trong bữa cơm của em. Ngon mà. Còn sống. Còn sống hả? À. Em dám thử. Ủa em thử mà không sống đâu. Cơm còn sống không nè. Nè. Còn sống hả? Còn không. Em thử coi. Trời má ơi. Lần đầu tiên nấu cơm sống. Ủa mà như ngày nào cũng sống hết trơn á. Không nha, thôi mình sống. Em chưa em ăn mì đi, ăn mì đi. Rồi cái cơm màu đẹp gì mà sống á trời. Trời sống nhăn. Thôi em xin lỗi anh đi, thì em cũng có dĩa mì nè, em biết là nó sẽ sống nên em nấu dĩa mì cho anh ăn nè. Mì thanh long. Hả? Nhiễm TikTok. Ê, không nha. Ở trên kia là em không biết là cái trong cái mì thanh long đó nó có nguyên chất 100% thanh long không hay là có màu gì không, nhưng mà cái này đảm bảo là 100% thanh long nha mọi người. Thanh long nguyên chất 100% không, mì 50 thanh long 50. Được, người ta là ăn lặt vặt trước thì mới ăn chán miệng mà kỳ quá à. Ủa, mình ăn chung cũng được mà, dù sao nó cũng là thanh long không chứ gì đâu. Không. Ủa không có cơm thì lỡ ăn thanh long với kho với ấy đỡ đi. Em gấp cho anh ăn nha. Đây con cá sặc. Ở ba con cá sặc lận. Gì á? Cái này tạm được. Cái này cũng được. Thì cái này cũng được, thì chỉ có cơm hơi sống thì cho nó qua bên. Không có được. Sao? Thanh long sao mà khó cá được trời. Ê không có cá, thanh long kho không à. Ồ vậy luôn. Thanh long kho. Rồi sao mấy con cá này không bỏ vô đây kho đi rồi nấu thanh long canh không cũng được vậy. Ha. Thôi lỡ rồi, gì để em chích vô đây ha. Thôi mà lỡ rồi ăn đi. Đáng lẽ anh phải hạnh phúc, anh phải bất ngờ chứ trời, kiểu trời hôm nay sao anh kỳ quá à. Ăn đi trời, làm gì đâu á, ăn đi. Thì cái nào ngon mình ăn trước. Buổi chiều giờ anh không đói sao anh không ăn gì đáng lẽ. Anh đói nhưng mà anh nhìn nó rất đói. Mỗi bữa em thấy anh ăn ồ ạt lắm á, em kiểu em chưa dọn nữa, anh ngồi anh bới cơm, anh ăn cơm không trước rồi đó. Anh ăn mì à? Ăn đi, ăn mì đi. Đấy anh. Đó là tất cả sự yêu thương chân thành của em dành cho anh. Để anh coi còn cái gì để nói với em không, để anh nói. Làm sao? Để biết đâu anh ăn xong anh hết nói luôn. Ê vô viên nha, ăn đi. Ăn nha mọi người. Ngày mai mà không gặp mình nữa thì mọi người cũng hiểu rồi đó. Biết nó có đầu độc mình để mà lấy chồng khác không nữa. Không nha, thật sự thấy nó rất là ngon luôn. Nhìn cái màu là muốn ăn liền, muốn ăn dữ lắm luôn á. Thì tôi nhìn tôi thèm lắm, nhưng mà tôi kiểu tôi nhường cho chồng tôi á, tôi muốn ăn, dám ăn. Kiểu bao nhiêu sự ngon tinh túy gì đó là dành cho chồng hết. Sao nó ngọt. Thì thanh long ngọt mà. Nãy em có để nắp nước mắm. Sao ngon nè. Em làm mà. Vừa ăn nha. Chẳng á, ăn được. Trời ơi nè, thanh long kho ăn đi anh. Ướp nè. Nãy á, hành rồi. Hành em để trong đây với đây hết rồi nó. Ăn thì không được. Gọi này với này sao? Ủa công kỹ em làm luôn á, em vất vả em từ món này sang món kia rồi các kiểu. Con cá nó chín chưa mà sao anh thấy nó trắng nhấp vậy? Cá nó canh.
tâm thì phải trắng rồi chứ, làm như kho với viên vậy sao vàng được. Thì cá sặc mà giống nó màu nó sống quá à. Ê, em nấu lên xôi em nêm nếm đàng hoàng nha, chứ không phải là dục vô thấy thanh long nó bé nhạy không. Ăn cục thanh long coi mất cái gì ăn ớt không vậy. Ăn lẹ coi. Ăn đi, ăn đi. Em đi uống nước nha. Nó rung mình luôn em ơi. Ăn mà nó rung dở ngốc mình mẩy luôn. Hiểu anh cảm động đúng không anh? Ngon chồng yêu. Trời, cái sao mẹ mới mua mớp thiệt đúng quá. Ngon. Ăn đi ăn. Thôi được rồi, anh không ăn cái kho. Ủa anh bình thường anh muốn ăn tráng miệng. Ông thầy nói sao, ông thầy thuốc cũng nói là hả, về nhà phải ăn rau ăn canh nhiều vô, nhớ không, nhớ thầy dặn không? Này đâu phải rau đâu, thực trái cây mà. Nó là thịt trái cây. Ăn thanh long vô con cá nữa nè. Trời ơi, thường thường em thấy anh ăn nguyên cá, anh cá cái anh nuốt nguyên con anh mới lựa xương hay sao? Nuốt nguyên nuốt rồi sao lựa? Ủa ý là tát nguyên con rồi xong mới lựa ra đó. Thì ăn đi, ăn đi anh. Trời ơi, chén cơm đẹp gì mà sống ổn quá à. Để em rút kinh nghiệm, ngày mai em sẽ nấu bằng nồi cơm điện đàng hoàng, hay ngày mai em nấu cho cha mẹ ăn thử ta. Hả? Mà quá, ngày mai em nấu cho cha mẹ ăn thử chắc sẽ trầm trồ đây. Trời, con dâu tôi bữa nay nấu ngon quá. Chín thấy chưa, con cá sặc này nó dễ chín lắm mọi người. Để vô nó 3 giây là mắm được. Được okay. Ê, nước mắm nước tương đây. Nước mắm đi, đừng có nước mắm thanh long nha. Ê, vậy mà nãy em quên gì đó ta, hay là em sắp một thanh long để vô? Thôi được rồi, thôi kệ đi. Ăn cơm thì uống ít nước thôi, uống nhiều quá nước no bụng rồi lấy cái gì mà ăn mau đói. Ăn lẹ anh cơm bữa nay ăn nhơ vậy, ngon không? Sao em cái cảm thấy hạnh phúc không? Cái đây là coi như là món quà Noel mẹ em dành tặng đến anh. Anh thích không? Thích. Vậy mai em nấu nữa. Trời ơi. Trời ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.